Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình tư vấn mua MacBook của kênh nghệ TND. Hôm nay thì mình sẽ dành thời gian để tư vấn cho các bạn mua những chiếc MacBook giá rẻ có trên thị trường. Rất nhiều bạn sẽ hiểu từ giá rẻ thì có nghĩa là chỉ vài ba triệu đúng không? Nhưng thưa các bạn, MacBook thì ở phân khúc giá rẻ của nó thì giá của nó cũng sẽ lên đến từ 10 đến 20 triệu đồng. Thực ra 10 đến 20 triệu đồng nếu để mua một chiếc laptop Windows thì chúng ta sẽ mua được những chiếc máy cao cấp có cấu hình tương đối cao, thậm chí có thể chơi game và làm đồ họa. Nhưng thưa các bạn, ở phân khúc giá là từ 10 đến 20 triệu. Nếu như các bạn mua MacBook thì mình nói luôn với các bạn là nó chỉ có thể, đó là gì ạ? Làm các công việc tốt về văn phòng, đồ họa cơ bản các bạn dùng để lập trình cũng như dùng để giải trí. Sẽ có một vài mẫu tầm khoảng 18 đến 20 triệu, cái mẫu 15 inch thì mình sẽ chọn cho các bạn những chiếc mà dùng được thôi. Nhưng thực tế nếu có dùng đồ họa thì nó sẽ ở mức gọi là trung trung thôi chứ chưa hẳn là cao cấp. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu những chiếc MacBook giá rẻ có cấu hình ra sao. Và mình sẽ tư vấn cho các bạn là những cái mẫu mà mình chọn sẵn ra rồi, ít hỏng vặt và thay thế đồ nó dễ dàng. Bởi vì cũng nói luôn với các bạn là đồ MacBook rất đắt đỏ, không phải chuyện đơn giản, không phải chuyện vừa. Đấy. Thưa các bạn, nếu chiếc MacBook có đẹp nhất và cấu hình tốt nhất bây giờ, đây là chiếc MacBook Air phiên bản 2018 có màu gold. Tuyệt đẹp. Đây. Chiếc máy này hiện bán hình thức là sách tay về lai lưu có trên thị trường, sẽ có giá bán tầm khoảng 20 củ là anh em sẽ mua được. Chiếc máy được trang bị CPU đời 8 và sẽ có bảo mật vân tay, bảo mật T2 luôn anh em ạ. Đây là bảo mật tốt nhất và chiếc máy này có cấu hình ok nhất tại phân khúc giá đó là 20 triệu. Vậy thì chúng ta sẽ tìm hiểu chiếc MacBook Air phiên bản 2018 đầu tiên của mình các bạn nhé. Bên tay trái của mình, các bạn có thể thấy là trang bị hai cổng USB Type-C nhưng có được tích hợp Thunderbolt. Có nghĩa là có con chip điều khiển về dữ liệu giúp đẩy cái tốc độ chúng ta kết nối ra màn hình bên ngoài. Thực tế Thunderbolt có thể giúp kết nối ra lên đến 4GB một giây, có nghĩa là những giao tiếp và chúng ta có thể cắm ra hai màn hình 5K ra bên ngoài. Mặt trước của máy thì chỉ có một cái G để mở ra như này. Chúng ta sẽ mở máy ra. Đây. Và bên này thì có duy nhất chỉ có cổng phone thôi. Mặt sau lưng không có bất kỳ cổng gì. Và bên dưới các bạn có thể thấy là thiết kế hoàn toàn là một mặt phẳng với 4 cái lúm cao su màu đen, giúp cho máy để trên mặt phẳng không bị cập kênh. Và mọi thông số của chiếc máy nó được ở đây, ví dụ serial number. Và chiếc máy này thì không có quạt tản nhiệt bên trong. Nếu nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy những gì? Touchpad lớn hơn 20% so với phiên bản MacBook Air thế hệ cũ. Bàn phím cánh bướm thế hệ thứ 3. Hành trình phím cao hơn, giúp cho chúng ta cảm nhận gõ tốt hơn so với các phiên bản mà cũ. Nó sẽ khác hẳn so với phiên bản New Mac các bạn nhé. Và bàn phím này trang bị giống với phiên bản MacBook Pro công nghệ 2018. Hai cái dãy loa này. Bảo mật vân tay ở đây các bạn ơi. Và viền màn hình thì mặc dù không được tràn viền, nhưng mà tôi đọc thông số thì chiếc màn hình này độ sáng nó lên đến 300 nits, có nghĩa là thấp hơn so với phiên bản MacBook Pro. Máy sử dụng bản Mac, các bạn có thể thấy là mới nhất này, trang bị vi xử lý Core i5 1.6 RAM 8GB. Và cam màn hình đang sử dụng trong máy đó là UHD Graphics 617 với dung lượng 1.5GB các bạn nhé. Màn hình 13,3 inch đây, Retina, độ phân giải là 2560x1600. Và ổ cứng của chiếc máy này đang trang bị là 128GB. Và đây thưa các bạn là mình đang test một đoạn video 4K đây. Âm thanh các bạn có thể nghe thấy rất to. Mình sẽ cho nhỏ âm thanh hơn một chút. Với màn hình độ sáng lên đến 300 nits, thấp hơn MacBook Pro nhưng vẫn có thể hiển thị hình ảnh rất sắc nét. Đây các bạn có thể thấy này. Thưa các bạn, ở phân khúc đó là từ 16 đến 20 triệu là chiếc máy bán chạy nhất tại thị trường mà dùng tốt cho các lập trình viên, cũng như các bạn sử dụng các phần mềm như Photoshop, AutoCAD hay các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video. Cực kỳ tin dùng trên thị trường đó là các mẫu là MF839, MF840, MF841 và mẫu cao cấp nhất đó là MF843. Chiếc máy này hiện nay trên thị trường thì nó bán vô cùng các loại nhiều giá. Sẽ có giá từ 13 triệu, 14 triệu, 15 triệu. Thì đây là những chiếc máy mà các cửa hàng người ta bán hình thức là xấu hoặc là bán bảo hành thấp. Còn nếu mà các cửa hàng bán chuẩn chỉnh mà bảo hành máy đẹp thì thông thường nó sẽ có giá khoảng từ 16, 17, 18 và các phiên bản cao cấp thì có thể nhỉnh hơn 20 triệu một chút các bạn ạ. Phiên bản này thì ưu điểm của nó đó là thiết kế được đầy đủ các cổng và phần cứng bên trong trang bị cao cấp hơn các phiên bản MacBook Air.
và có màn hình Retina tuyệt đẹp. Chiếc này thì nói luôn được mệnh danh là một trong những chiếc máy có màn hình 13 inch ổn định nhất tại thị trường 2020 và có giá bán tốt nhất dành cho các công việc vừa rồi mình nói. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những mẫu này các bạn nhé. Ở bên này thì chúng ta sẽ có cổng sạc, mà đây là MagSafe 2 và hai cổng Thunderbolt đời đầu. Và chúng ta sẽ có một cổng USB full mic được tích hợp trên này. Các bạn có thể thấy đây là mặt dưới của máy, thì mọi thông số của chiếc máy nó sẽ đề ở đây. Và máy thì những cái ốc này cũng là một thiết kế rất là thông minh, và đây đều là ốc lục lăng. Và thưa các bạn, là mình đang test đoạn video 4K trên một chiếc màn hình 2K của MacBook. Mình đã từng bán rất nhiều dòng sản phẩm, nhưng nói thực sự màn hình MacBook IPS của nó đó là Retina, với tên gọi Retina thì vẫn là một trong số có màn hình xuất sắc nhất. Và máy có âm thanh, các bạn có thể thấy là cũng rất là hay. Bên ngoài màn hình thì có một lớp kính để bảo vệ chiếc máy này. Âm thanh khá to đúng không các bạn? Điểm số của dòng CPU này thì cũng không cao, nó chỉ đạt 297 CB thôi. Ở đây thì mình test qua một chút, đó là với hiệu năng của cái chiếc card on graphics như này. Các bạn có thể thấy là hình ảnh trên màn hình thì nó vẫn hoạt động mượt, nhưng để xử lý răng cưa như những cái chuyển động phức tạp thì nó hơi giật một chút. Ủa thưa các bạn, mức FPS của nó chỉ đạt 27,38 thôi các bạn nhé. Vâng thưa các bạn, chiếc thứ ba thì mình thấy giá bây giờ cũng tương đối là bình ổn. Đó là phiên bản MacBook như thế này. Các bạn sẽ thấy đây là phiên bản mới được ra mắt năm 2016 và 2017. Những chiếc máy này thì trang bị phiên bản gọi là thay thế phiên bản Pro Retina phiên bản 2015. Các bạn sẽ thấy là form của nó hoàn toàn mới này, mỏng hơn, nhẹ hơn. Và sẽ có phiên bản có thanh Touch 3 và không có thanh Touch 3. Những chiếc máy này sẽ có giá dao động tại thị trường tầm khoảng đó là 18 đến khoảng 22 triệu. Các bạn lưu ý thì nó sẽ phụ thuộc vào cái hình thức và cấu hình. Nó sẽ có phiên bản đó là RAM 8GB và RAM 16GB. Và có phiên bản nữa đó là ổ cứng 128 hoặc 256. Các bạn lưu ý về phiên bản có Touch 3 thì thường giá bán rẻ nhất tại thị trường thì mình thấy cũng sẽ dao động ở tầm khoảng 23 khoảng 24 triệu. Thì ở cái phân khúc này thì vẫn được tính là MacBook Pro giá rẻ. Và đã là trang biển phiên bản thanh Touch 3 thì nó sẽ có vân tay. Và còn không có Touch 3 thì nó sẽ không vân tay. Cũng như màn hình được trang bị đẹp hơn, cấu hình phần cứng cao cấp hơn so với dòng 2015. Nhưng thưa các bạn thì dòng mới thì nó sẽ không có các cổng truyền thống mà chỉ có USB Type-C hoặc là Thunderbolt 3 thôi. Đấy, thì nó cũng là một điểm trừ. Nhưng được cái thì nó sẽ bù lại những cái công nghệ tiên tiến hơn, cấu hình mạnh hơn và đặc biệt là thay đổi của con chuột. To hơn, đấy, dùng sướng hơn, mỏng hơn, nhẹ hơn và thời lượng pin tương đối tốt khoảng gần chục tiếng. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những chiếc máy này các bạn nhé. Các bạn chú ý đây là thông số của cái máy này. Ví dụ như đây là con 2016 bản Touch 3 nó là 2.9. Và chú ý cho mình là dòng sản phẩm 13 inch thì nó sẽ không trang bị cả đồ họa rời. Nó sẽ phù hợp cho các bạn làm đồ họa tầm trung, các bạn lập trình cũng như các bạn chơi ảnh. Hoặc các bạn làm văn phòng đi chăng nữa thì sản phẩm MacBook Pro nó sẽ rất phù hợp với các bạn. Nó không trang bị cả màn hình rời, chính vì thế nó cũng là một yếu điểm. Chính vì thế là các bạn làm đồ họa chuyên nghiệp thì các bạn phải cân nhắc các bạn sẽ mua dòng 15 inch. Dòng 15 inch thì nó trang bị chip mạnh hơn, đó là chip HQ. Và chip cái dòng mới 2018 nó là chip H. Và thậm chí là có cả Core i9 trên dòng 15 inch. Và nó sẽ trang bị cả đồ họa rời. Và kể cả phiên bản 2019 bây giờ thì cái độ phân giải màn hình vẫn là giữ nguyên, đó là 2560x1600 trên dòng sản phẩm 13 inch và 2880x1800 trên sản phẩm 15 inch. Và độ sáng của những dòng mới mà màn hình mà 2018 đổ lên thì nó là màn hình chi tông, độ sáng sẽ đạt 500 nit. Còn dưới 2016 và 2017 thì độ màn hình nó là màn hình Retina thông thường và độ sáng nó sẽ đạt là 300. Cũng khá ổn các bạn ạ, hơn 300 một chút. Thưa các bạn, ở phân khúc 15 inch, nếu các bạn muốn làm đồ họa cũng như các bạn lập trình thì sẽ có hai phiên bản mà mình thấy là chấp nhận tầm bây giờ vẫn có thể mua được 2020 mà chất lượng vẫn được gọi là ổn định. Đó là các mã như là ME293, ME294.
Chiếc máy sẽ được trang bị CPU đời 4 và chiếc máy này thì mình nói luôn là ổn định hơn nhiều so với dòng 2012 và 2013. Nếu tính năm tuổi bây giờ thì tính ra chiếc máy này có thể đến 7 năm tuổi rồi. Nhưng mà với cái cấu hình CPU hardware cực kỳ ổn định và mình thấy vẫn tương đối ổn trên thị trường. Ví dụ mẫu ME293 sẽ được trang bị đó là i7 2.0 RAM 8GB và phiên bản này sẽ không có card đồ họa rời. Chính vì thế nên nó sẽ tương đương với phiên bản 13 inch 2015. Nhưng được cái là chip HQ thì nó sẽ khỏe hơn, sẽ hỗ trợ các bạn lập trình tốt hơn và chiếc máy sẽ có giá khoảng 16 triệu trên thị trường. Thì các bạn sẽ xem mẫu ME293 các bạn nhé. Bây giờ tớ sẽ giới thiệu từng cấu hình của từng model cho anh em. Các bạn chú ý là các model thì thường nó sẽ có từ, mình khuyến cáo luôn anh em nhé, anh em phải chọn 2013 đổ lên. Còn phiên bản của mình đây là phiên bản năm 2015. Phiên bản năm 2013 thì thấp nhất của nó đó là chiếc ME293, trang bị vi xử lý là Core i7 2.0 nhé các bạn nhé, và RAM là 8GB, ổ cứng SSD 256GB, thì phiên bản này các on. Tất cả dòng 15 inch thì đều được trang bị màn hình 3K 15,4 inch. Thì các bạn có thể thấy đây là màn hình Retina, độ phân giải là 2880x1800. Và màn hình này hiện nay kể cả phiên bản năm 2016 và 2017 thì vẫn được trang bị là màn hình 3K như thế này thôi. Nhưng mà phiên bản mới thì nó sáng hơn và đẹp hơn. Ổ cứng trên các dòng 15 inch thì trang bị tối thiểu nhất đó là 256GB. Và dòng này của nó đều chạy PCIe, tốc độ rất tốt. Đối với dòng 2013-14 thì nó là X2, còn dòng 2015 đổ lên thì nó sẽ là X4. Chiếc thứ 5 và chiếc thứ 6 mình muốn giới thiệu với mọi người đó là chiếc ME294. Vẫn là mẫu này, ME294 thì nó trang bị cao cấp hơn, đó là i7 và RAM lên đến 16GB kèm theo card đồ họa rời. Nếu có card đồ họa rời thì nó sẽ xử lý tốt hơn một chút về đồ họa. Và chiếc máy này hiện nay có giá bán trên thị trường khoảng tầm từ 17 đến khoảng 20 triệu. Tùy với hình thức máy thì mình thấy chiếc máy này cũng tương đối ổn định và có thể nghe nhạc, xem phim, giải trí tương đối là tốt, với màn hình Retina độ phân giải lên đến 2880x1800. Cái này mình thấy rất là hay và cũng rất là bình ổn, và loa nghe nhạc cũng rất là phê. Và chất lượng của nó thì hiện giờ thì mình test cũng bán ra trên thị trường, thì những chiếc máy mà các bạn có mua ấy thì các bạn test kỹ cho mình pin và cái màn hình có bị bong trùng lóa hay không thôi. Còn mẫu này mình thấy cũng tương đối ổn. Và có một thêm mẫu nữa đó là MGX-A2 và MGX-C2 phiên bản 2014. Và hiện nay những chiếc máy này sẽ có giá dao động từ khoảng 18 triệu đến khoảng 22 triệu. Thì mình thấy bốn cái mẫu máy 15 inch này tốt nhất ở phân khúc giá rẻ. Còn các mẫu thấp hơn như là 2011 và 2012, 2013 mà các loại chip đời 3 thì khuyến cáo các bạn là không được dùng. Bởi vì đến bây giờ thì những chiếc máy này bây giờ nói chung là ngỏm củ tỏi, đặc biệt là lỗi Vega rất là nhiều và pin nó kém. Nên các bạn mua máy thì tốt nhất là dưới 2012 không nên mua. Và có một số model 2013 nhưng mà dùng vẫn là chip đời 3 thì những mẫu đấy bây giờ thì cũng lỗi hết rồi. Chúng ta không nên dùng. Đấy, còn các mẫu lãi thì mình giới thiệu các bạn là chủ yếu là chiếc đời 4 đổ lên thì vẫn hoàn toàn ổn định để các bạn dùng. Và phân khúc giá 15 inch thì các bạn biết là nó sẽ cao hơn dòng 13 inch. Nhưng bù lại là chúng ta sẽ có một cái màn hình to. Đây, các bạn có thể xem cái bài của mình, đó là phiên bản đó là MGX-C2, MGX-A2. Con A2 thì sẽ không có card đồ họa rời các bạn nhé. Nhưng con này dùng cũng cực kỳ ổn định, mình thấy cũng tương đối là ok trong phân khúc giá đó là dưới 20 triệu. Mời các bạn có thể tham khảo qua video sau đây. Thưa các bạn, đã ở phân khúc cơ động và máy văn phòng mỏng nhẹ. Với phân khúc giá thì hôm nay mình sẽ giới thiệu ở phân khúc MacBook Air. MacBook Air thì ưu điểm của nó đó là mỏng và thứ hai là thời lượng pin tốt. Nhưng nhược điểm của nó là màn hình chưa được Retina. Và chiếc máy này thì cơ bản chỉ dùng các công việc văn phòng và các bạn có thể di chuyển đi lại dùng là tốt thôi. Thậm chí có thể dùng là lập trình và cắt ghép video được. Nhưng lưu ý các bạn thì Mac Air màn hình nó sẽ không được đẹp như các dòng Pro Retina vừa nãy mình giới thiệu. Nhưng bù lại các bạn sẽ có phân khúc giá rất là tốt. Và các model mình giới thiệu các bạn chủ yếu là từ 2013 đổ lên. Ví dụ mẫu bán chạy nhất và rẻ nhất tại thị trường thì nó sẽ có MD760, MD761, MJVE2 và bắt đầu đến mẫu 2016 thì sẽ có MMGF2. Sau khi đó thì phiên bản mới nhất sẽ có MQD32 và MQD42 được sản xuất 2017. Thì những chiếc máy này sẽ có hình thức bên ngoài y hệt nhau, chỉ được nâng cấp về phần cứng. Và
Nó đều nhắc lại các bạn nhé, nó sẽ không có màn hình Retina, nên chính vì thế các bạn mua máy này cũng phải cân đối và các bạn sẽ không kiểu như là quá khắt khe về màn hình thì chúng ta sẽ mua được, nhưng bù lại giá sẽ rẻ từ 10 đến khoảng 15 triệu, 16 triệu là các bạn có thể sở hữu được mẫu MacBook Air thời thượng và cái thiết kế cũng như kiểu dáng bên ngoài rất ok luôn. Mời các bạn đón xem các mẫu ngay sau đây. Chào cả nhà. Như mọi ngày, hôm nay chuyên mục công nghệ của Shop 300 Thanh Hà. Như các bạn nhìn thấy đây là chiếc MacBook Air 2013 MD760, một sản phẩm bán chạy nhất của hãng Apple năm 2013. Đây các bạn nhìn đây. Máy nặng 1,35 kg, siêu mỏng, siêu nhẹ. Đây các bạn nhìn thấy đây là một sản phẩm được sách từ thị trường châu Âu về. Tôi sẽ kiểm tra cấu hình của chiếc 2013 chúng ta. Như các bạn nhìn thấy, máy sử dụng vi xử lý Core i5 thế hệ 4 Harwell 1.3 và Turbo 2.6. Máy sử dụng RAM 4GB 1600 và các màn hình là Graphics 5000 mới nhất của Intel bây giờ. Đối với dòng 2013 thì chip được xử lý lên thế hệ Core i5 thế hệ 4 thì về nguyên lý thì tiết kiệm pin rất nhiều, máy sử dụng pin 9 giờ liên tục. Đây các bạn nhìn thấy màn hình phân giải rất là đẹp. Đây trước là camera FaceTime nó nâng lên HD. Bàn phím chuẩn châu Âu, các bạn nhìn thấy. Đây là các cổng của máy. Thu motor đây, USB 3.0, nghe được thẻ. Đây, cổng sạc, cổng loa. Các bạn thấy nó rất là mỏng. Trọng lượng của máy là 1,36 kg với màn hình 13,3 inch. Máy được thiết kế bằng vỏ nhôm nguyên khối. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu qua cái cổng trước khi mình bật cái máy tít. Các bạn có thể nhìn thấy đây là bên cạnh trái của tôi là cổng sạc, cổng USB 3.0 và đây là cổng phone. Mặt sau thì không có cổng gì cả. Và bên này là đây cái lỗ khe này là cái đầu đọc thẻ nhé các bạn nhá. Và đây là cổng Thunderbolt. Và đây là cổng USB 3.0. Hơi ít cổng các bạn ạ. Đây các bạn có thể thấy là máy dùng vi xử lý Core i5 1.6. Các bạn lưu ý là phiên bản năm 2016 thì RAM nó trên máy nó sẽ được nâng lên là 8GB. Và máy sử dụng cả màn hình Intel Graphics 6000 nhé các bạn nhé. Và độ phân giải của màn hình là 1440x900, màn hình 13,3 inch. Đây là chiếc ổ cứng 128GB, nhưng mà bên trong nó chỉ hiện là 121GB. Còn cái phân vùng chúng ta cài hệ điều hành, mà lưu ý trên dòng Mac Air này không có khả năng nâng cấp được RAM. Và cái Mac Air này vẫn cho phép chúng ta nâng cấp ổ cứng 128, 256 và có thể nâng lên ổ cứng 512. Đây các bạn có thể thấy dung lượng pin của nó là 7580. Cái cable của nó là 3 lần sạc. Cái điểm mạnh nhất mà tôi thấy ở trên các dòng Apple đó là cái tun chuột. Các bạn thấy là cái touchpad này thì cái khả năng cảm ứng của nó sẽ như trên một cái màn hình điện thoại iPhone. Nên các bạn dùng ở trên màn hình điện thoại như thế nào thì cái tun chuột nó sẽ dùng y như thế. Các bạn ở phân khúc màn hình 12 inch thì sẽ có mẫu Lumax 12. Các bạn lưu ý thì Lumax 12 thì cũng được sản xuất đến 2017 giống như chiếc MacBook Air truyền thống là đã ngừng sản xuất. Và các mẫu máy này thì nó chạy chip Core M và hình thức của nó thì sẽ không có quạt tản nhiệt, cũng như cái cấu hình phần cứng bên trong thì chỉ phù hợp cho các bạn làm văn phòng giải trí thôi. Ngoài ra các công việc khác sẽ không đáp ứng được. Nhưng bù lại thì chúng ta sẽ có một cái máy tính với trọng lượng nhẹ nhất chỉ có 900g nè các bạn ạ. Với màn hình 12,5 inch Retina. Chiếc máy sẽ có 3 màu, đó là màu gold này, màu râu gold này và màu silver. Đấy, hiện trên thị trường sẽ có giá bán từ 13 đến khoảng 17 triệu. Chiếc máy này thì ưu điểm của nó đó là cơ động, mà các bạn mà thường xuyên di chuyển đi lại các bạn có thể nhét bất cứ đâu, bởi vì nó rất là nhỏ nhắn, xinh xắn. Đấy,
Nhưng mà nhược điểm của nó là cấu hình thấp và không có thể chơi game làm đồ họa nặng được, và kể cả thậm chí là làm đồ họa cơ bản thì nó cũng sẽ hơi đuối một chút. Nhưng đối với các bạn mà chỉ dùng để các công việc đó là lướt web, xem phim vào mạng giải trí và soạn thảo văn bản, cũng có thể là chơi một số tựa game nhẹ, thì đây là chiếc máy có hình thức thiết kế rất là sang trọng, doanh nhân, thì các bạn có thể xem một vài mẫu ngay sau đây. Các bạn lưu ý là nó sẽ có model 2015, 2016 và 2017. Thì mình sẽ giới thiệu các bạn 3 phiên bản này, mời các bạn đón xem. Và sẽ có 3 màu sắc, đó là trắng, gold và đầu gold. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là mình vừa giới thiệu một loạt top gọi là MacBook có phân khúc giá rẻ, sẽ ở phân khúc đó là từ 10 đến 20 triệu. Có lẽ ở tầm này thì mình cũng nói luôn với các bạn, thì nói thực sự là rẻ thì là rẻ với cái túi tiền để chúng ta mua những chiếc MacBook thôi. Nhưng thực tế thì với tầm giá như này thì mình nghĩ sẽ nhiều bạn sở hữu được. Còn nếu ở phân khúc mà thấp hơn thì mình khuyến cáo với các bạn là không nên dùng. Bởi vì MacBook thì nó cũng giống như những chiếc máy khác, đó là có niên hạn sử dụng. Đời quá thấp thì đồng nghĩa với việc là các bạn dùng sẽ rủi ro và máy nó sẽ quá chậm. Còn nếu mà các bạn dùng các model mà từ 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 và 2012 thì bây giờ chỉ có giá trị đó là siêu tầm, không có giá trị kinh tế. Kể cả bản thân cửa hàng mình cũng sẽ đã ngừng bán các model từ 2012 đổ xuống mấy năm nay rồi. Và các model để chú ý các bạn nhé, các bạn chú ý đó là thông số chip, phải sử dụng CPU Hardwell đổ lên, đó là thế hệ thứ tư. Còn các thế hệ thấp hơn thì chúng ta bỏ đi. Và khi các bạn mua những dòng máy này thì kiểm tra kỹ cho mình, đó là hình thức máy bên ngoài không móp méo này, không dính nước. Đấy. Còn bên trong main thì chắc chắn là phải không dính nước, không sửa chữa thì các bạn hãy mua. Còn chính sách bảo hành của các cửa hàng hiện nay thì họ bán nói chung là các kiểu con đà điểu. Nhưng đối với cửa hàng lương thì hiện nay mình bán vẫn cho phép các bạn dùng thử một tuần để các bạn dùng xem có phù hợp, có ưng ý hay không. Sau đó nếu mà không phù hợp, không ưng ý thì các bạn có thể đổi sang các mẫu laptop hay Windows khác hay MacBook khác mà không mất tiền các bạn nhé. Còn chính sách bảo hành của mình thì sẽ bảo hành từ 6 đến 12 tháng tùy các model. Đối với các model là sản xuất từ 2016 đổ lên thì mình hiện nay vẫn bảo hành theo chế độ 1 năm như máy mới. Còn dưới 2015 thì mình sẽ bảo hành 6 tháng. Các bạn lưu ý thì có hai bộ phận, đó là màn hình và pin, mình sẽ bao test 3 tháng. Còn riêng bo mạch chủ là cái bộ phận đắt tiền nhất của chiếc máy này, sẽ được bảo hành ở chế độ là 6 tháng hoặc 12 tháng tùy model các bạn nhé. Và lưu ý thì các bạn dùng đồ này thì mình cũng nói luôn các bạn, đây là đồ đắt tiền, đây là đồ hàng hiệu. Thì dùng nó cũng phải cẩn thận, lâng như lâng trứng, hứng như hứng hoa. Không may mà làm rơi, làm vỡ cái màn hình là 6-7 triệu như chơi luôn. Kể cả bản thân chiếc main của bên trong máy, nó cấu tạo đó là UD body liền khối. Hầu như các dòng MacBook rất khó sửa. Và nếu các bạn dùng lướt hoặc là các bạn làm rơi móp méo mà ảnh hưởng đến bo mạch chủ là chúng ta sẽ mất tiền triệu. Tiền triệu là ít đấy các bạn ạ, còn những cái bo mạch ở những chiếc máy đời mới bây giờ thường nó sẽ có giá nhá, 6 đến khoảng 10 triệu, không hề đơn giản và không hề rẻ. Nên các bạn mua những dòng máy này cũng phải chấp nhận đó là chúng ta dùng cẩn thận và phải học biết cách dùng. Lưu ý các bạn, những cái model này sẽ có màn hình Retina thì nó sẽ đẹp, độ sáng của nó sẽ tốt và rất là đẹp. Duy chỉ có Mac Air các đời từ 2017 đổ xuống sẽ không có màn hình Retina. Đấy, còn sẽ có 4 mẫu 15 inch mà mình giới thiệu các bạn vừa rồi. Thì nó sẽ ở phân khúc giá là từ khoảng 16 đến 20 triệu. Sẽ có khả năng làm đồ họa bởi vì được trang bị RAM 8GB, RAM 16GB và chip của nó là chip HQ. Cũng kèm theo các phiên bản có cảm hình rời thì nó sẽ hỗ trợ tốt hơn. Nhưng nhược điểm của nó là sẽ cồng kềnh nặng hơn. Còn duy phiên bản lưu mát là phiên bản có cấu hình khiêm tốn nhất và có trọng lượng mỏng nhẹ nhất thì sẽ phù hợp cho các bạn dùng để giải trí và làm những công việc văn phòng, đồ họa nhẹ nhàng thôi các bạn nhé. Nên khi mua máy thì anh em nên tìm hiểu kiến thức từ trước. Hy vọng đây là những cái kiến thức gọi là đủ để cho anh em tìm mua những chiếc máy phù hợp đầu tư kinh tế. Các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách đó là đăng ký kênh và chúng ta bấm cái chuông bên cạnh để cập nhật những kiến thức mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.